Vâng xin kính chào các bác. Ở video này em xin uh, tháo cái đôi loa Pioneer CS755 tháo ra xem uh, là cái thằng Pioneer này nó thả cái gì vào trong thùng mà nó nặng thế các bác nhé Thì uh, đây em đã tháo con loa bát này đây. Mất uh, các bác nhìn lại cái vết uh, dính theo 5 tháng này các bác. Nó hằn lên cái mặt uh, mặt dưỡng này của nó mà dính rất là chặt. Đấy những cái dòng loa những đôi loa mà nó zin nguyên bản như bên vậy về thì bọn em sẽ uh, vẫn phải tháo ra để kiểm tra xem uh, nó có cái dị vật gì ở trong thùng không rất là đẹp các bác ạ thì bên này đây bọn em vừa nhấc cái ốc của bát này em nhấc giúp anh lên đây là kỹ thuật của em các bác để các bác cạy lên để xem à rất nặng các bác ạ thôi để tính sau đi em à. để tính sau đi đó đó các bác nó rất là nặng các bác nhá những cái củ bát này rất là nặng đây sẽ soi các bác xem đó các bác một củ loa mà nó cũng một đôi loa mà nó cũng đâu đó cũng bốn năm năm rồi các bác bốn năm hơn bốn năm rồi mà nó đẹp như thế này các bác ạ Pioner, cực kỳ đẹp luôn thằng này nó củ rất là to xương đúc nên tại sao nó nặng như vậy con bát nó cực nặng và đây bông của nó sử dụng bông tiêu âm bằng bông thủy tinh hết cậu nhá đó các bác và chung tiếp đây em tháo ra con chung ra à một đôi loa đẹp xuất sắc mà giá chỉ có 17 triệu như vậy các bác nên nhớ là chất lượng đi kèm theo giá thành như vậy là giá cực kỳ rẻ các bác nhé <laughs> Khó có đôi loa nào mà đẹp như vậy mà trên thị trường người ta bán giá 17 đúng không các bác Với đôi rất chặt các bác Rất là chặt Đây Đây xoay phân tần nhá. À, cái loa chung thì bên này không giật ra nổi các bác Rất là chặt các bác ạ các bác có thể xem phân tần để cho các bác xem bỏ thời gian xem à. các bác nhìn tụ của nó chưa đó, đây là một vị khách đang đến nhà đây Cũng đang muốn chọn một đôi loa Em cũng tháo ra luôn cho bác khách bác tham khảo Bởi vì có lúc sáng này có một bác khách hỏi là đòi tháo cái ruột những con đôi loa này ra Bình thường em sẽ không tháo đâu Nhưng mà em cũng muốn tò mò để xem mà hơi chú ý không muốn sước mất Em cũng muốn tò mò xem ở lần trong nó có cái gì mà nó nặng như vậy các bác Đó các bác, rất là nặng các bác nhé họ Nó dính như vậy đấy các bác Đó, chung của nó đây Dùng Ờ, như vậy là một đôi loa nó đẹp như mới như vậy các bác thì khó có cửa nào mà có một đôi loa đẹp hơn được các bác các bác nhìn này rất đẹp các bác đặc trưng của thằng này các bác nhé các bác tại sao nhìn lại có ba cái vệt dọc này không các bác đây ạ đó các bác nhìn vết vết hằn nhỏ nhỏ của nó đây ạ vết hằn này là cái vết hằn mà khi mà cái dây chuyển sản xuất nó có một cái gọi là cái ôm từ nó ôm như vậy nó giữ khóa kiểu như cái máy cnc các bác đó thì nó sẽ cnc cái chỗ này đây các bác đây ạ cái CNC cái cái đường diamond cắt của nó đây, nét cắt này các bác. Đó. Các bác có thể thấy cái củ từ nó có diamond cắt đây thì nó hiểu đơn giản thôi cái máy cái máy tiện các bác, nó ôm vào đây và nó cắt nó phay thì chúng ta thấy ba cái, cái, vết hằn ở trên cái máy tiện đấy ạ. Đó, nó có những vết hằn của máy tiện này các bác. Thì cái này là nó phải như vậy các bác nhá. Còn các bác tháo ra nhìn cái vết hằn này bảo là loa thế nọ thế kia thì khó luôn các bác. À, đây là em chỉ bán những người hiểu thôi. Còn loa nó nguyên bản, di nguyên bản chưa vệ sinh chưa gì luôn các bác nhé mà nó đẹp như thế này các bác <laughs> so cái đèn lên cho các bác xem cái bộ phân tần của nó cực kỳ gấu các bác đó đi đây bộ phân tần của thằng pioner các bác nhé nó rất gấu luôn ở dưới này thì nó có cái tụ mà nhắc cho anh cái còn bác này ra là... cái chạm loa này em sẽ các bác vui lòng giúp em này. em sẽ không tháo em để im như vậy luôn bởi vì loa còn rất đẹp em không muốn làm cái gì cả nhà em thì hầu như bán hàng bãi gì nên ít khi em tháo ra như vậy đâu các bác đó, hàng còn tuổi các bác. nói chung phân tần rất gấu nó loài là loài gấu mà bảy năm năm quá nhiều người tháo ra rồi ờ, nhà em thì không bao giờ em muốn tháo ra bởi vì khi tháo thì những cái con ốc này các bác nó sẽ có vết tháo các bác nhé đây nó sẽ có vết tháo các bác xong đến lúc đến tay các bác nhiều bác cầu toàn đòi tháo ra bằng được xong đến lúc gửi hàng đến nơi sao ốc cũng có vết tháo như vậy thì em chịu mà nhà em bán quan điểm luôn không thích tháo nó zin nguyên bản như vậy để zin như vậy mà chạy các bác test sống là nó chạy thôi còn các bác thích tháo thích vệ sinh về thích soi mói về nhà tháo ra soi mói nếu có vấn đề gì em xin hoàn lại loa đó các bác. Còn à, những đôi loa zin nguyên bản đã bao zin như vậy rồi như cửa hàng em là cửa hàng buôn bán rất lâu nay rồi. Luôn luôn bảo hành zin nguyên bản các bác đã nói là hàng đẹp hàng chất thì luôn luôn có từ bao zin theo. Là khỏi nói chung là tháo ra hay không tháo ra thì nó vẫn như nhau cả. Nó mà đã không zin thì không tháo ra nó vẫn là không zin. Mà nó đã zin rồi thì không tháo ra nó vẫn là zin. Mà nó đã không zin rồi thì tháo ra 10 lần nó vẫn là không zin các bác nhé còn khẳng định luôn những đôi loa mà các bác mua nó nó còn nguyên cái dính như vậy bên này cái chung với tép nó rất chặt em không tháo ra được thì các bác yên tâm là cái chất lượng của nó các bác nhìn từng cái linh kiện nó đấy còn chung còn rất là đẹp một đôi loa như vậy thì trên thị trường giá không mờ 17 toàn 18 18 rưỡi các bác nhé không mờ dưới không mờ dưới 17 đâu đó em bán giá 17 giá rất rất dễ chịu các bác chơi đôi loa chất lượng này đôi loa này thì quá hay rồi rồi bây giờ em xin tạm dừng video tại đây các bác nhé xin kính chào các bác